cao Vinasoy Steel nha mọi người, 1 triệu 5 trang bị. Xuyên thích là 11k, xuyên thích là 4k4. Giờ là sẽ có là một cái chùm lâu ngọc này, một cái chùm lâu ngọc nữa, hai cái chùm lâu ngọc, hai cái chùm lâu giới, một cái chùm lâu ngoa, một cái bộ nguyệt, một cái chùm lâu thủ, một cái hồ uyển 8 sao, một cái chùm lâu kiên, một cái nón 8 sao, một cái thần khí, một cái áo 8 sao, một cái chùm lâu liên, một cái ám khí. Đây là Long Văn 9 sao, lệnh bài 8 sao, võ hồn toàn mỹ 892 điểm, hiệp ứng là chắc chắn sẽ là cấp 100. Bạo giám này mọi người, bạo giám cấp 51, chân nguyên là full, chân nguyên độc chính và chân nguyên thể là cam chính. Bét nè mọi người, bét là mình có gấu này rồi. Ok, thì mọi người nếu mà thấy hay thì hãy cho một like, một share và một đăng ký kênh nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi.